tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn một siêu phẩm đến từ Trung Quốc, China. Một em xe tải với phiên bản thùng mưa bạc, chiều dài thùng là 3m8, một tải trọng là 2,4 tấn, đời 2016 nha anh em. Một chiếc xe tải của Jack. Xe tải Jack thì cũng khá là quen thuộc cho anh em quý hàng của các bạn, tại vì nhà máy Jack đặt tại Bình Dương nha anh em, gần cầu Ông Bố Bình Dương. Đây là Jack Tim Vàng. Thì con xe Jack á, thì những cái dòng xe 2,4 tấn, 1,4 tấn thì rất là phổ biến, tại vì nó rất là ưa chuộng. Tại xài thì nó cũng tương đối ổn định với những cái dòng xe phân khúc giá bình dân như thế này. Giờ 2016 nha anh em, niên hạn sử dụng cũng còn rất là cao nha. Nói chung một chiếc xe mình cảm thấy cũng tương đối ổn định, cho nên quý hàng của các bạn có thể suy nghĩ đầu tư một chiếc xe tải cũ như thế này. 2016 nè, sử dụng nó 2041, xe còn đăng kiểm khá là dài, tới tháng 10 2022 luôn, 1 năm. Xe này 1 năm đăng kiểm 1 lần nha anh em. Tải trọng 2,4 tấn, khối lượng toàn bộ là 4,9 tấn, khối lượng bản thân là 2,4 tấn nha. Một xe tải nhẹ vừa thành phố, rất là gọn và xinh xắn. Thùng mở tổng cộng có 24 bửng, 15 màu bửng phía sau thùng mưa bạc. Gai vỏ lớp thì cũng còn khoảng 60-70%. Bản lề thùng, nói chung xe này bên mình mua về đã dọn sạch sẽ đẹp đẽ cho anh em quý hàng của bạn. Xe này mua về chỉ việc chạy thôi, mọi thứ đã được dọn hết rồi, sơn tỉa rồi làm lại hết mọi thứ rồi nè. Nhìn xe còn rất là, nhìn còn rất là ổn định đó. Mọi thứ đã được bên mình dọn tỉa lại nên nhìn nó còn rất là ok lắm anh em. Bửng thì lớp ngoài nóc nè, sàn thùng thì bằng sắt thôi, sắt rất là dày luôn. Nói chung một chiếc xe cũng gọi là tiêu chuẩn, thùng tiêu chuẩn thôi anh em, thùng với bạc tiêu chuẩn thôi nha. Không có gì đặc sắc. Thùng thì chiều dài thùng là 3m7 20, chiều ngang là 1m7 50 và chiều cao là 1m7 70 nha. Thùng cũng khá là to luôn, nước sơn màu xanh khá là bắt mắt, thùng tiêu chuẩn. Nội thất thì ghế bọc da, ba chỗ ngồi rất là sang trọng. Dòng này sử dụng kính quay tay thôi, không có chỉnh điện nha. Đấy, dòng này cũng rất là đơn sơ, chỉ là quay tay thôi, kính quay tay nha anh em. Nội thất rất là gọn và sạch sẽ, xe không mục mọt nha. Xe này không mục mọt, không rỉ sét nha. Nói chung là xe rất là chắc, đời 2016 mà nhìn còn rất là chắc lắm anh em. Cũng còn rất là đẹp. Cabin này nhìn em thấy, nhìn thấy rất là ổn định luôn, rất là đẹp luôn. Thì con xe đang sản xuất 2016 và mình dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của bạn là 215 triệu, 215 triệu có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm xe mình. Nói chung là xe rất là đẹp, chiếc xe còn rất là mượt mà luôn anh em, rất là đẹp luôn. Mình có thể đầu tư một em xe nhỏ gọn xinh xắn, tải nhẹ như thế này, xe có máy lạnh mát rưỡi luôn. Nói chung là xe máy lạnh, mọi thứ đều còn rất là ổn nha. Đó, anh em quan tâm cái mẫu này cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì cứ hãy đinh máy về phục vụ đến kênh anh vận tải và chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Xe đi được 62.000 km, nói chung đi cũng rất là ít nha anh em, hơn 4-5 năm mà đi có 60 mấy ngàn km thì cũng rất là tương đối rất là ít. Chung xe đi ít anh em, kiếm những cái dòng xe tải mà đi ít như thế này thì cũng tương đối rất là khó nha. Đó, cho nên xe này mình cảm thấy cũng rất là ok lắm anh em. Táp ly, táp lô, cửa, mọi thứ thì còn rất là ok. Găng guốc và tất cả mọi thứ trên xe đều còn rất là ổn định và rất là ok. Cho anh em quý hàng có thể suy nghĩ đầu tư một em Jack như thế này. Em Jack rất là gọn và đẹp, 2,4 nha, Jack Tim Vàng, đời 2016. Nói chung là mọi thứ đều còn rất là ổn. Phía trước là dùng phụ và nhíp cũng rất là cứng cáp luôn. Thùng thì trụ thì nó bằng U, sắt U rất là dày và cứng cáp. Bản lề cũng bằng sắt thôi, bao liền thùng cũng bằng sắt mà rất là dày và cứng cáp. Và đây là khối động cơ của em nó, với động cơ dung tích xi-an là 2,7 lít, công suất là 68 kW/1.3 nha. Máy giờ 4 kỳ 4 xi-an thẳng hàng. Máy của Jack, máy vàng này nè, nhìn máy rất là ok xe nè. Nói chung là mọi thứ thì rất ok, máy lạnh rất là mát rượu luôn. Chung xe có máy lạnh rất là mát nha nè. Này mua và chỉ việc chạy thôi, bên mình đã dọn sạch sẽ hết cho anh em về tất cả mọi thứ rồi. Dòng này ra cơ, máy rắc ra cơ, dễ bảo hành, dễ sửa chữa nha. Tìm những dòng ra cơ thì nó khỏe hơn so với những dòng ra đạn điện.
Ga cơ thì nó không có cái độ trễ về nhồi ga nha, nên là dốc khá là ok. Ga điện thì nó có một cái độ trễ về cái phần mình nhồi ga, do tín hiệu xử lý vận chuyển như bộ CPU và phân tích, cho nên nó có những cái độ trễ. Đây anh em thấy không, cabin không một một nha, xe máy rất là đã luôn, nghe rất là êm tai luôn anh em. Nó chỉ 215 triệu là sở hữu nha, một em dắt 2.4 đời 2016 nha, đời rất là cao như thế này. Đó, nghe tiếng động cơ rất là đã luôn, công suất đạt 68 kW thì mình tua 3.006 máy dầu. Và đây là thùng mỏng của nó này anh em, sàn sắt. Đấy, bếp trong và lớp ta lên kẽm của cái bửng, khung gấm kèo, khung xương bằng sắt hết nha anh em. Sắt khung phía trên của cái bửng là khung xương, thiết kế dạng mở vỉ để cho anh em quý hệ có thể bán hàng lưu động hoặc là thuận tiện lên xuống hàng hóa. Đó, nó thiết kế dạng vỉ nha anh em, chống cái khung xương lên và tạo ra một khoảng không gian chống cái thùng hạ bửng xuống, đẩy khung xương lên thì nó tạo ra một khoảng trống có thể chở ba lết, khá là tiện dụng luôn. 215 triệu ra đi em, nó thùng tiêu chuẩn khá là đẹp như thế này. Cảm ơn, nếu anh em quý hàng của bạn có thể thích em này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm một lái thử xe này ở Bình Dương nha. À sorry anh em, xe này ở thành phố Hồ Chí Minh anh em. Xe này ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 12, đường là riêng quận 12 Hồ Chí Minh nha anh em. Một chiếc xe tải giá, thùng anh em thấy rất là mượt mà luôn, rất là kiên cố và chắc chắn. Đó, đầu cabin với nước sơn màu xanh, lưới tay nhiệt cũng rất là rộng, cụm đèn pha halogen. Nhìn kiểu dáng thiết kế rất là hiện đại và trẻ trung và xinh xắn nha. Đó, logo rắc tim vàng ở giữa cái đầu cabin nhìn rất là đẹp, rắc tim vàng anh em, tem vàng. Đó, cản hai bên hông này đã được sơn phết và gia cố rất là đẹp, vỏ lớp thì cũng còn khoảng 60-70%, cầu rất là lớn, mọi thứ như khung gầm và nhíp nè, phía sau thì dùng nhíp hai tầng và có hơi đôn thêm mấy lá nhíp rồi anh em. Đó, anh em mua về không cần phải đôn thêm, xe chở rất là cứng cáp và những cái bát chống xô như thế này nhìn rất là cứng cáp, khung sexy không mục mọt gì nha, trong xe đời cao mà chất lượng lắm anh em. Đó, nếu anh em thích cái mẫu này cứ đến đây để mình xem chi tiết hơn cho nó dễ. Thùng bọng thì còn rất là ok, rất là cứng cáp và chắc chắn, lớp ngoài nóc rất là sáng như thế này. Đó, mọi thứ đều còn rất là ổn với mỗi xe tải nhẹ 2,4 tấn của thành phố, của Zac, nhà máy Zac Motor Việt Nam ráp và sản xuất, khá là ok luôn anh em. Nếu anh em quan tâm thì mình có thể gọi điện ngay cho mình để biết thêm thông tin chi tiết về dòng xe này. Thùng cũng rất là to nha, xe này cổng tải cũng khá là tuyệt vời nha. 2.4 đời 2016 với mức giá 215 triệu, thùng chia thùng là 3m7 20, gần 3m8 nha anh em. Đấy, thùng rất là to luôn. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ cho anh em quý hàng của bạn được biết thêm. Nếu anh em quý hàng của bạn có nhu cầu quan tâm mua bán xe tải cũ thì liên hệ trực tiếp mình để mình có thể tư vấn cho anh em cụ thể hơn về cái mẫu xe tải cũ này. Chung xe rất là tuyệt đối ổn định, thùng rất là đẹp, mọi thứ đã được dọn lại hết rồi nên xe này mua vào chỉ việc chạy, không cần phải làm gì thêm, đăng kiểm cũng còn hàng rất là dài. Ok, cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá và cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ cho anh em quý hàng của bạn được biết thêm về những cái mẫu xe tải cũ đang có mặt trên thị trường. Khi mình đi mua xe, mình có thể lựa chọn những cái dòng xe tải ưng ý phù hợp với nhu cầu vận tải vận chuyển hóa anh em quý hàng của bạn để có một cái giá hợp lý như vậy. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những video tiếp theo.